chanh quả roi. Đây là trong này có mận. Trong này gọi là quả mận á. Ảo thế nhỉ. Xin chào quý anh chị em đã quay trở lại với Tân Quốc Tính xe tải cũ. Em sẽ hôm nay có đó một anh rất là đặc biệt, anh rất là dễ thương luôn. Anh ở ngoài miền Bắc vào miền Nam, cho nên hôm nay Sơn có mời anh xuống ghé công ty Sơn để tham quan. Thì bây giờ Sơn sẽ bật mí với quý anh chị em là sau ít phút nữa nhé. Bây giờ Sơn sẽ giới thiệu với quý anh chị em là về cái bãi xe bên Sơn trước nhé. Đầu tiên là Sơn sẽ giới thiệu với quý anh chị em về những cái xe dòng xe tải mới bên Sơn, là gồm có xe tải dắt và xe tải phao, tải từ 1 tấn 9 và đến cho 20 mấy tấn đều có hết nha quý anh chị. Với xe mới thì quý anh chị em nào mà cần dòng nào thì cứ liên hệ với em Sơn nha, em Sơn sẽ hỗ trợ và có những cái chính sách đặc biệt cho quý anh chị em khi cần mua xe. Ngoài ra bên Sơn cũng bán rất là nhiều xe cũ, mua mới và trao đổi các loại xe cải tải cũ đã qua sử dụng nha quý anh chị em. Đây là cái bãi xe bên Sơn, Sơn đậu mới và cũ nó cũng tách biệt ra. Đây là những cái dòng xe tải mới phao này, 8 tấn. Phao thay gơ 8 tấn thì thùng dài là 6,2 m nha quý anh chị. Xe rất là đẹp luôn ha. Dắt này, dắt tấn 9 nè. Đó. Tại tính chất là công ty Sơn nằm ở ngay mặt tiền đường á, cho nên xe ra vào rất là nhiều, cho nên hay bị bụi bặm, hàng ngày phải lau chùi thường xuyên. Ở đây Sơn cũng có thêm xe HD65 thùng đời 2008, đăng ký 209 nha. Tại 2.4 đông lạnh nha quý anh chị. Đây là vườn hoa của Sơn này. Đó. Vườn hoa tiếp tình bên kia rất là nhiều thứ luôn. Vim này là 3,5 tấn, Sơn đang xả hàng còn tầm hơn 200 một chút xíu á. Hơn 200 đời 2015 luôn. Tải 3,5 tấn. Con này anh chị em nào mà khởi nghiệp thì mua giúp Sơn này. Sơn tồn lâu hơi bị lâu rồi đó. Và đây là một con xe QKR270. Con này đông lạnh luôn. Hôm bữa Sơn có lái thử con này rồi đấy. Tải 1,9 tấn nha quý anh chị. Đời 2021 luôn. Đây là một con Hino tải 3,9 tấn đông lạnh luôn nè. Đó. 3,9 tấn nha. Con này ga cơ máy nó 7 màu đẹp ơi là đẹp luôn. Xe này Sơn rất là thích luôn mà chưa có ai mua. Đây là một con Hino con này đời 2013. Con này là có chiều dài chiều cao luôn á, tải nó được 6 tấn, thùng nó dài 6,7 m luôn và cái chiều cao của nó 2,470 m, cao rất là cao luôn nha quý anh chị. Con này thì Sơn bán rồi. Đang chuẩn bị chờ giao. Đây là một con xe đông lạnh 12,3 tấn. Con này 3/2 cầu thật. Con này đông lạnh luôn nha quý anh chị. Tải là Daegu, hàng nội địa rất là đẹp luôn. Có anh chị em nào mà cần xe chạy đường dài thì ủng hộ em Sơn với nhé. Đây là một con xe Hino 3 chân. Trước Sơn nhận cọc rồi nhưng mà do làm vay do khách không được nên Sơn bị rớt lại cọc. Anh chị em nào mà cần xe này Sơn sẽ báo giá nó thật là rẻ cho quý anh chị em nào mua về dùng dùm Sơn nhé. Đây là Hino 3 chân. Máy nó cũng nguyên zin luôn quý anh chị. Đời 2008. Đó là sơ cái showroom nhà Sơn một tí xíu. Bên kia là có những cái tải phao này kia đó. Và cái sở chợ bên Sơn. Thì bây giờ Sơn sẽ mời quý anh chị em vào xem cái phòng làm việc của Sơn cắm hoa để chào đón anh khách quý của Sơn như thế nào nhé. Một người anh trai mà Sơn rất là mến mộ luôn. Ở đây Sơn còn có thêm một con xe QKR tải 2,8 tấn này cả nhà. Xin mời cả nhà mình nha. Rồi đây Sơn có, lúc nào Sơn cũng cắm hoa này. Phòng này lúc nào cũng cắm hoa đấy. Phòng này là phòng khách ấy. Lúc nào có hoa, thường thường là sẽ có hoa lan, hoa đồng tiền là các thứ. Lúc nào cũng có trái cây để chào đón khách hàng. Đây có cái xe của Sơn là xe bớt này. Đó. Rồi trong này Sơn sẽ là cái phòng làm việc riêng. Đây mời cả nhà mình vào xem Sơn cắm hoa nha. Đây sáng nay Sơn vừa cắm một bình hoa này. Hoa này Sơn hái ở nhà đi á. Cái mùi nó thơm á. Thơm lừng luôn này. Thơm mà đến mức kiến nó lên luôn á cả nhà. Kiến nó lên luôn.
thơm mùi ngọt ngọt ý. Đó. Sơn lúc nào cũng để cái dầu xả này cho nó thơm này, tinh dầu xả. Đó, đơn giản vậy thôi, để xíu nữa Sơn đón một người anh đặc biệt. Rồi, xin mời cả nhà mình đợi thêm ít phút nữa nhé, Sơn sẽ tiết lộ anh trai của Sơn như thế nào nhé. Là thịt nai luôn hả cô? Ồ. À. Ở dưới bên ngoài làm buôn bán xe tải. Bây giờ em làm. Anh cũng bán xe tải luôn hả anh? Làm đầu xe thôi. Sửa xe đầu xe. Có duyên thịt nha. Về đây mà cũng gặp được cái quán này do em kiếm review trước đây nè. Nên hôm nay mới đi ăn. Quá em ơi. Thấy có duyên không? Cảm ơn anh nhiều nha. Cho anh Zalo em chụp hình. Đây. Anh cũng đã hòm rồi. Nhưng mà còn thiếu một số món nữa, chắc là nhờ cô chủ quán giới thiệu thêm. Phải gọi là đây là đại tiệc rồi. Chứ không phải là tiệc đơn giản. Được. Cho anh quả roi. Rồi. Đây là quả mận. Quả mận. Trong này gọi là quả mận á. Dạ. Sao ảo thế nhỉ? Anh roi là cái này đấy, hồi xưa nhỏ em hay gọi là anh roi không? Ừ. Em cứ nói là không biết là anh roi gì mà anh roi là cái quả này. Em ở Quảng Trị á? Quảng Trị là chỗ dựa ấy. Quán gì đó. Cho la xét. Đây gọi là hôm bữa mình đi ăn bên Tân Triều mình nói là quán món quái đản. Là món quái đãi. Món này quán đãi. Món này quán đãi. Quái đãi là quán đãi anh. Hay là quán đãi. Món này nè. Tưởng Thái nhiều lúc là lâu lâu nói câu hay hết nhỉ. Thỉnh thoảng nói câu hay. Em đi lâu anh á. Anh Hải vô trong miền Nam thì thấy thời tiết sao anh Hải? Thời tiết này quá mát. Chảy hết cả mỡ. Nhưng mà vào đến đây rồi không phải tập tành hết cả. Mỡ nó tự chảy. Thì hy vọng là có những cái diễn viên đi ra miền Bắc. Có thể là đi Trung Nguyên, Trung Diễn. Hoặc là có thể một cái đợt công tác nào đó em có thể ghé nhà hàng anh Hải để thưởng thức những cái món do nhà hàng anh Hải nấu.
quá tuyệt vời. Trân trọng mời em cùng ekip, cùng công ty ra Sapa. Và anh Hải có vô công tác ở trong Sài Gòn thì có gì quay anh cũng chuẩn bị cho nhưng mà có món gì ngon thì em sẽ giới thiệu cho anh. Quá tuyệt vời. Khi nào anh vào đây quay series Biên Hòa sẽ nhờ em tư vấn giúp. Nếu mà quay series Biên Hòa anh phải về cả tháng. Nhỏ hơn hai nhà tiêu nhiều nhưng mà rất là nhiều quán ăn. Bữa em đi với lại anh Dũng thì diễn là quá là nhiều quán ăn. Nói chung là có lý do nên Hải quay vào. Khi tức là có xương. Dạ. Rồi để đây là xương cũng giống anh Hải.